Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel YouTube Dũng Love Fishing TV của mình. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người một con máy câu mà mình phải nói là nó rất là vừa túi tiền mọi người, và nó cũng khá là ngon nha mọi người. Thì đây là những cái con máy câu của mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Thì những con máy câu này mình sẽ về Việt Nam, đang về Việt Nam mình câu cá. Thì mình cũng sắp về Việt Nam rồi, khoảng đầu tháng 3 là sẽ có chuyến bay về. Thì ở trong cái đống máy câu này thì có một con máy, đó là con Shimano Xcend DC nhé mọi người, đời 2017. Thì con này là một cái dòng máy chuyên để câu nước mặn của Shimano. Và cái đời 2017 cũng là một cái đời nó là đắt tiền nhất của cái dòng Xcend DC nhé mọi người. Thì con 2017 này nó tuy là rất là ngon nhưng mà nó có một cái nhược điểm. Nhược điểm đó là nó rất là mắc tiền, cực kỳ mắc luôn. Con Xcend DC 2017 này hiện tại nó bán mới cái bản nội địa, cái phiên bản nội địa Nhật á, bán tại cửa hàng Nhật, thì nó có mức giá là khoảng 12 triệu đến 12 triệu rưỡi nha mọi người. Thì nếu mà mọi người mua một con máy cũ thì nó cũng mức giá của nó cũng phải tầm 9 triệu 10 triệu ở bên Nhật rồi. Thế nên là với cái mức giá đó thì mình nghĩ là rất là không phải là nhiều người có thể mua được con Xcend DC để chơi. Đấy. Thì nếu mà mọi người muốn mua một con máy ngang có thể câu nước biển được, có click tracker, câu nước biển có click tracker và khả năng chơi mượt mà êm ái, thì mình hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy nha. Ok. Bây giờ mình sẽ để con Xcend DC 2017 này sang một bên. Thì con máy mình muốn giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay, đây chính là một con Abu Garcia Revo Big Shotster. Thì hai cái con máy này là hai con cùng cái thể loại máy câu, tức là đều là hai con máy lua gành câu biển, câu nước mặn. Thì con Xcend DC 2017 này thì nó lại quá là đắt rồi, thế nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người con Abu Garcia Revo Big Shot. Thì những cái chức năng của một cái dòng máy câu gành, câu biển nước mặn thì con Abu này nó đều có hết nha mọi người. Từ click tracker này, đó, click tracker, rồi vòng tua nhanh 8.1. thì thường câu biển người ta sẽ sử dụng vòng tua nhanh nha mọi người, không ai sử dụng vòng tua chậm hết. Đó. Bạch đạn của nó tới 8 bạch đạn, và cái bạch đạn của cái dòng máy Abu Garcia này thì nó đều là cái bạch đạn chống nước mặn hết nha mọi người. Nó khả năng chống mặn rất là tốt, thế nên là mọi người câu thoải mái luôn. Rồi thứ ba là tay quay của những dòng câu biển thì nó đều rất là bự nha mọi người. Đó, tay quay nó bự ngang với tay quay độ của mình luôn này, bự hơn luôn nha mọi người. Thì cái tay quay này nó bự thì giúp cho mọi người có thể có cái cảm giác câu sướng hơn, quay thích hơn. Đó. Và cái lực quay của mọi người cũng cao hơn nha mọi người. Thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì nếu mà quay tay quay mà nó ngắn thì cái cánh tay đòn của mình nó sẽ ngắn, thì cái lực mình tạo ra, cái moment nó sẽ yếu. Nếu mà tay quay nó dài thì cái moment mình tạo ra nó sẽ rất là lớn nha mọi người, giúp cho mình quay nó nhẹ nhàng hơn, cạo cả lên cũng khỏe hơn nha mọi người. Đó. Thì đó là những cái điểm mà mình thấy rất thích. Và cái điểm cuối cùng đó là chính là cái spool của nó khá là sâu nha mọi người. Spool này thì cho mọi người câu biển thoải mái luôn. Nếu mà mọi người dính con cá bự mà mọi người để mà dòng nó, thì cái spool này có sức chứa của mọi người dây số 2 á, thì phải nói là phải tầm 200 đến 300 mét nha mọi người. Dây số 2. Đó. Còn nếu mọi người muốn đánh dây số 3, dây BE số 3 luôn thì cũng thoải mái luôn. Đó. Thì con này sử dụng hệ thống thắng từ của Abu nha mọi người. Thì những dòng Abu thì chủ yếu nó sử dụng thắng từ thôi. Và cái thắng từ của Abu thì cũng khá là ngon nha mọi người. Khá là ngon đấy, nó cũng không thua kém gì Daiwa với Shimano đâu. Đây, để mọi người muốn mở cái xem cái thắng thì mọi người vặn cái núm ở đây. Vặn ra ngược chiều kim đồng hồ. Ok, rồi mọi người xoay nó lên. Xoay lên. Nếu mà nó kẹt thì mọi người kéo ra một chút là xoay lên nó được. Đó. Thì kéo ra mọi người sẽ thấy hệ thống thắng của nó nè. Thắng của nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái V500 này. Nó sẽ hãm những cái spool của mình khi mà mình ném mồi.
đây spool của con máy này, nó có bạch đạn ở đây luôn nha mọi người. Đó, spool khá là sâu, sẽ giúp cho mọi người chữa được dây nhiều hơn khi mọi người đi chơi ở biển. Máy của mày rất là mượt luôn nha mọi người. Mọi người thấy cái tiếng xào xào không? Đó không phải là cái tiếng xào đâu nha. Tại vì đối với những dòng máy câu của máy ngang á, thì người ta khuyến cáo là khi mọi người tháo cái spool này ra thì mọi người đừng có quay cái tay quay. Tại vì cái pinion gear này đó, nó sẽ cà vào cái bạch đạn, nó sẽ rất là dễ bị hư cái nhông đó của mọi người. Thế nên là người ta khuyến cáo cho mọi người đừng quay nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn cái spool vào lại nè. Thì cái chi tiết mà khi mà tháo spool ra mọi người đừng quay này là viết trong cái sách hướng dẫn của Daiwa nhé mọi người, chứ không phải là mình tham khảo trên mạng. Mình chỉ tham khảo ở những cái tài liệu của hãng đưa ra thôi, thế nên nó rất là chính xác nha mọi người. Đó, thì khi mà mọi người gắn spool vào thì rồi gắn cái thắng vào rồi thì mọi người mới quay tay quay nhé. Nếu mà mọi người tháo spool ra và quay tay quay thì chắc chắn là nó sẽ bị hiện tượng là bị kêu rào rào giống hồi nãy đó. Đó, đó, bây giờ là quay êm mượt lại rồi nè. Spool quay thì cũng khá là êm nha mọi người. Ok, thì con này có giá là khá là rẻ nha mọi người. Giá con này chỉ bằng 1/4 giá con này thôi. Con này chỉ có giá là 3 triệu 100 ngàn là về tới Việt Nam rồi nha mọi người. Thì cái dòng Abogasia Revo Big Shot này thì thường giá của nó cũng khá là cao. Thì nếu mà giá mới, cái dòng đời mới luôn á, thì giá của nó khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu đó. Thì con này giá là 3 triệu 1, cũng khá là rẻ nha mọi người. Ngoại hình cũng khá là đẹp. Đây, thì trong video này mình chỉ giới thiệu đến cho mọi người con này thôi. Thì mình cũng bán luôn con này. Còn cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là nếu mọi người muốn kiếm một con lưu gành mà câu ngon á, thì mọi người có thể cân nhắc đến con Revo Big Shot này. Ok, thì con này giá 3 triệu 500 ngàn, 3 triệu 100 ngàn nha mọi người. Nếu ai mà muốn mua thì cứ nhắn tin vào Zalo của mình, ai chốt sớm trước thì mình sẽ để lại cho mọi người. Revo Big Shot khá là ngon. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái clip này của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.